Ok, chị nói thiệt với em, dạy những cái đứa bên Sinh á, nó dễ hơn dạy với người Việt Nam. Người Việt Nam của mình rất bướng, người Việt Nam của mình rất bảo thủ, và người Việt Nam của mình cực kỳ cố chấp và cái tôi cực kỳ lớn. Chị Như ơi, làm cách nào để không phải lụy tình à? Có cách không phải lụy tình hả? Em bày cho chị cái coi. Em hỏi mà chị nghe mà chị cũng không biết luôn á. Làm gì có gì không phải lụy tình. Em đã yêu thì em phải lụy, em phải yêu, em phải khổ. Chị nói rồi, yêu thì yêu 100%. Yêu chán rồi không thấy yêu được nữa thì chia tay thôi. Lụy lần sau ý là em níu kéo người ta hả? Em bu bám người ta hả? Sống gì sống dơ vậy? Sống gì sống nhục vậy? Chứ cha gì người mắc mới gì bu cái thằng đó con đó. Ngày xưa em là người mạnh mẽ, cũng tự tin tràn đầy năng lượng, nhưng sau thời gian em đánh mất mình. Chứ làm sao tìm được mình ngày xưa, hay do em yêu quá mà em ngu muội về chị? Giờ này em hay stress về bản thân mình quá. Cái câu này nó xảy ra với rất nhiều phụ nữ, và bản thân chị cũng đừng trải qua cái hoàn cảnh như em rồi. Chị đã từng là một cô gái rất là tự tin, rất là năng động, chị không cần đàn ông. Thôi chị kết hôn con, chị như những cái bạn Việt Nam khác, chị cũng như những người phụ nữ khác, mình hy sinh cho chồng, cho con mình ở nhà, mình vung ván. Thậm chí cái thời điểm đó chị rất là mê làm móng, thời điểm đó chị cũng không làm móng tay móng chân đồ gì luôn. Những cái mà chị mê làm đẹp hồi xưa chị hy sinh hết, chị tiết kiệm cho chồng như còn. Để rồi đến một ngày khi mà chị gặp ra cái biến cố trong cuộc đời, khi chị biết được là mình không có hạnh phúc trong hôn nhân, chị mới thấy là mình không có còn là mình nữa. Chị trở thành một cô gái yếu đuối, chị sợ bị mất chồng, chị sợ phải ly hôn, chị sợ con chị không có cha. Tất cả mọi cái nỗi sợ nó hiện lên trong đầu của chị. Nếu như không có thầy của chị, không có những người bạn của chị làm cho chị tỉnh ra và nhắc nhở chị là hồi xưa mày không phải một người như vậy, mày đã từng rất tự tin, mày đã từng rất đẹp, mày từng rất giỏi giang, và mày không nên bởi vì một người đàn ông mà mày quyết định được là cái giá trị của mày ở đâu. Và nó phải trải qua nhiều lần như vậy để mà chị mới ngộ ra được là à, bây giờ mình chấm dứt một cái cuộc hôn nhân không hạnh phúc, hay còn gọi là mình chia tay với một người đàn ông mà không hạnh phúc, mình không yêu người ta nữa, để cho hai đứa giải thoát, để cho hai đứa được tự do, để ảnh được đi tìm cái người mà thích hợp với ảnh, để cho mình được sống hạnh phúc vui vẻ, tìm lại chính mình để lo cho con. Hay là hai đứa trói buộc nhau và không có hạnh phúc, hằng ngày cảm thấy bực bội, hằng ngày chửi lộn với nhau, hằng ngày gây gỗ với nhau, và để được cái điều gì? Thì khi mà chị quyết định chia tay, chị bước ra khỏi cái cuộc hôn nhân, nó cũng là một cái khoảng tối đối với chị, cũng như em vậy đó. Chị bị stress, chị không có nhìn ra chị nữa, chị cảm thấy trời ơi, lần cuối mình yêu bản thân mình là khi nào. Đó là cái lúc mà chị bắt đầu chị tập lại cái cách nhìn trong gương mỗi ngày. Chị nói chị yêu bản thân mình, chị nói cảm ơn mày Nhi, mày rất là đẹp, mày rất là thông minh, mày rất là giỏi, mày rất là mạnh mẽ. Tao cảm ơn mày bởi vì lúc nào mày cũng ở bên tao, thậm chí cái lúc tao buồn nhất, cái lúc tao vui nhất, mày là cái người duy nhất ở bên cạnh tao. Nghe thì nó rất là mắc cười với em, nhưng nếu như em có thể tập và nói chuyện và đối xử với em như một người bạn liên tục trong 3 tháng, 6 tháng, em sẽ dần dần thấy nó có kết quả. Và em phải nói chuyện với cái người bạn đó một cách tích cực, giống như em đang động viên họ vậy đó. Tại vì em cũng là một con người, đôi khi em quên mất những cái chuyện em đang làm, em cũng bình thường như những bạn khác. Và đó là cái mà chị đang hướng dẫn các bạn nữ mỗi ngày. Nhưng mà chị phân tích cho các bạn, đúng sẽ có lúc mình dưới đáy, sẽ cần một ai đó kéo lên, nhưng cái người kéo lên đôi khi nó không phải là chị, có khi nó lại là chính em. Làm sao để bắt đầu một tình yêu với người trưởng thành ? Đầu tiên em phải biết được là tại sao người ta trưởng thành, và tại sao em phân biệt được người ta trưởng thành. Cái thứ nhất, trưởng thành nó được định hình sau khi em trải nghiệm đủ, khi em được chiêm nghiệm, khi em được vấp ngã, khi em được té, khi em được khôn lên từ những cái sai phạm của bản thân. Vậy cái sự khác biệt giữa em và cái người đã trưởng thành đó là cái gì? Em chưa có trải nghiệm đủ. Rồi, khi mà em yêu một người trưởng thành, nó sẽ có hai mặt. Một, nếu người ta đủ cao thượng, người ta đủ rộng lượng, which is yes, thường là những người trưởng thành rồi họ có cái kiên nhẫn hơn. Ví dụ như chị học với mấy đứa mà em của chị cũng vậy. Ok, chị nói thiệt với em, dạy những cái đứa bên Sinh á, nó dễ hơn dạy với người Việt Nam. Người Việt Nam của mình rất bướng, người Việt Nam của mình rất bảo thủ, và người Việt Nam của mình cực kỳ cố chấp và cái tôi cực kỳ lớn, và cái bề dày cảm xúc của họ cực kỳ nhiều. Cho nên khi em dạy những cái người càng thông minh, càng giỏi và cảm xúc càng dày như vậy, cái độ kiên nhẫn của em nó phải nhiều lắm. Nhiều hồi tụi trẻ để cho tụi nó đánh lộn miết. Hết bữa mấy đứa biết, gặp mấy đứa đó đi rồi em biết. Tụi nó đập lộn nhau hoài, chửi lộn nhau hoài, sâu xé nhau hoài. Nhưng mà nếu chị không đủ kiên nhẫn để chị dạy, nó sẽ tan đàn, sẽ ngáy hết, đúng không? Thì cũng tương tự như vậy. Khi em được ở bên một người trưởng thành, cái may mắn của em là cái sức chịu đựng và cái độ kiên nhẫn của họ hơn em rất nhiều. Họ sẽ cho em cái cơ hội được trải nghiệm, được té, được dập mặt, được đau, được khôn ra. Xong em quay trở ngược lại, em nói à em xin lỗi anh đúng rồi. Xong cái mặt họ theo kiểu là ừ anh biết anh đúng mà, nhưng mà anh nói em sẽ không nghe đâu, chẳng hạn như vậy. Ok. Nhưng nếu như em cứ cố chấp
và em cứ cho là em đúng mặc dù em đã làm sai, thì có thể cái xác suất rất cao là họ sẽ bỏ em. Đó là cái đầu tiên em phải chuẩn bị. Đó là nếu như em làm sai, em phải lại, em nhận lỗi, em xin lỗi. Nếu họ cho em cơ hội chờ em để em trưởng thành như họ, thì em cũng phải nhận cái điều đó và làm nó một cách người lớn nhất. Okay. Cái kế tiếp, những cái điều em cần chuẩn bị để yêu một người trưởng thành, đó là em phải sẵn sàng là họ có thể bỏ em bất cứ lúc nào, bởi vì họ trưởng thành rồi, họ không có cần em. Em cũng phải đủ trưởng thành để sẵn sàng là ok, mình học được một cái gì đó từ ảnh, thì khi đi ra đường mình sẽ yêu người khác, thì mình sẽ nhờ cái trí khôn của ảnh, nhờ cái sự chững chạc của ảnh, nhờ cái sự trưởng thành của ảnh, thì bây giờ mình cũng sẽ yêu tử tế hơn, chững chạc hơn, trưởng thành hơn, khôn ngoan hơn với cái người kế tiếp. Nhưng mà thường theo cái kiến thức của chị thấy những người đã yêu người trưởng thành với chững chạc rồi, họ rất khó để quay trở lại với những cái người mà chưa có trưởng thành. Rất khó. Ngay chính cả chị cũng vậy. Chị đi ra chị không thấy hẹn hò với một người đàn ông mà chưa từng kết hôn, chưa từng có con. Em biết tại sao không? Tại vì tụi chị không có cái điểm chung để nói chuyện. Chị đã có con rồi, chị đã kết hôn rồi. Chị cần một người mà hiểu được là làm mẹ, làm cha, làm mẹ nó là như thế nào. Chị cũng đã từng kết hôn và chị ly hôn, thì chị cần một người hiểu được là hôn nhân nó quan trọng như thế nào. Nếu mà một thằng choi choi mới lớn lên mà đi vô nói chuyện thì chị sẽ không thể nói chuyện được, tại vì đối với chị là má nó vậy đó, em hiểu không? Thì thường những cái người chững chạc họ sẽ không muốn mất thời gian với những cái đứa trẻ mà chưa có lớn. Cho nên nếu như em may mắn được mà gặp một cái người chững chạc được, thì em hãy nên trân quý nó như một cái quá trình để học tập với rèn luyện bản thân của mình. Và đừng có đặt kỳ vọng quá nhiều, cũng đừng có cái tính sở hữu, đừng có cái tính chiếm hữu, đừng có cái tư duy ghen tuông, đừng có cái suy nghĩ là chiếm đoạt người ta, đừng có dùng mưu mẹo, đừng có chơi game. Những cái đó họ biết hết á, người ta chỉ có nói hay không thôi chứ họ biết hết. Họ biết hết em đang chơi cái trò gì, em đang làm cái gì, ghen tuông cái gì, rồi thậm chí đi với thằng khác để cho người ta ghen. Ba cái trò vớ vai vớ vẩn đó người ta biết hết. Và đừng có dại khờ làm những cái điều đó. Em phải là trung thực, là chính em, học những cái điều để mình trưởng thành, chững chạc, để em ở kế bên người ta. Người ta nể em, ô cô gái này trẻ, cô gái này có thể là thiếu kinh nghiệm, nhưng mà cô thẳng thắn, cô không có chơi game, cô không có làm ba cái thứ vớ vai vớ vẩn để mà chiếm đoạt được mình. Cổ chấp nhận học để mà cổ có thể để ngang hàng, để mà cùng trang lứa với mình, thì những cái đó người ta sẽ cho em cái cơ hội. Nói tóm lại, chân thành, sự chân thành và sự trung thực lúc nào nó cũng đem em đi xa được hết. Cảm ơn các bạn đã coi cái vlog của Nhi, và Nhi sẽ gặp lại các bạn trong những cái video kế tiếp của Nhi. Và các bạn đừng có quên là